Xin chào tất cả các bạn khán giả. Xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Bây giờ chúng ta hãy cập nhật những thông tin thời tiết cho ngày mai mọi người nhé. Xin chào bạn Phạm Phước, chào Nguyễn Bình, Vũ Hồng Thắng. Hello, Lạng Sơn thế nào em trai? Đây là câu hỏi của anh Hồng Thắng á. Ở Lạng Sơn thì ngày mai khả năng là sẽ tạnh giáo thôi, đúng rồi. Ngày mai không mưa, trưa chiều trời nắng và nhiệt độ đây là 21 đến 30 độ. Như vậy là ngày mai các bạn thân mến ở miền Bắc của chúng ta thì sẽ là một cái ngày mà tạnh giáo cuối cùng nhá. Trước khi chúng ta lại bước vào một cái đợt mưa rông trên diện rộng và khả năng là mưa rất là to bắt đầu từ ngày kia. Thế nên là ngày mai sẽ là một ngày tạnh giáo trước khi bước vào đợt mưa này. Nên là mọi người có kế hoạch gì đó này, cần phải tham gia các hoạt động ngoài trời này, hoặc là chúng ta di chuyển, đi thăm thú, chụp ảnh vân vân, thì mọi người hãy tranh thủ ngày mai nhé. Vẫn còn nắng ráo chứ từ ngày kia là sẽ mưa. Xin chào bạn Sita. Anh ơi, thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới như thế nào? Chủ nhật tuần này có mưa không? Bạn ơi, ngày mai thì tạnh ráo nhé. Và đến thứ 6 là chúng ta sẽ bước vào một đợt mưa. Và khả năng cao là trong những ngày cuối tuần là sẽ có mưa. Thế nên là bạn hãy tranh thủ ngày mai nhé. Khi mà còn tạnh giáo thì chúng ta giải quyết tất cả các cái việc khác như là di chuyển này, hoặc là giặt rũ phơi phóng, thì mọi người hãy tranh thủ vào ngày mai nhá. Vẫn còn nắng giáo và ngày mai thì ở miền Bắc sẽ hơi nóng một chút ạ. Ví dụ thủ đô Hà Nội ngày mai thì nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức nhiệt là 31 độ. Đó, và nắng xuất hiện khá là nhiều, thế nên là nếu như chúng ta giặt rũ phơi phóng quần áo thì sẽ rất là hợp lý. Xin chào khán giả Diệp Linh, Hải Dương anh ơi. Hải Dương, ngày mai không mưa, trưa chiều trời nắng nhiều và nhiệt độ ở đây là 23 đến 30 độ ạ. Như vậy là cũng sẽ cảm thấy khá là nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Buổi tối thì cực kỳ là mát mẻ, mức nhiệt là 23 độ. Xin chào Nguyễn Loan, thời tiết Hà Nội ngày mai có nắng không anh ơi? Nguyễn Loan ơi, ngày mai nắng nhiều là đằng khác và sẽ hơi nóng một chút nha. Cao Kiên, thành phố Vinh, Nghệ An trong 3 ngày tới. Thành phố Vinh, Nghệ An trong 3 ngày tới đúng không ạ? Ở Vinh thì ngày mai trời nắng. Nói chung là ở Vinh, tức là thuộc cái phần phía bắc của miền Trung, thì nó không có mưa. Theo dự báo là ngày mai cũng như là cái xu hướng thời tiết trong 2-3 ngày tới ấy, thì sẽ có mưa nhiều về chiều tối, nhưng mà chỉ là cái khu vực Nam miền Trung thôi, chứ còn Nghệ An hay là Vinh thì nó thuộc Bắc miền Trung rồi, thì mưa nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Thời tiết ở Vinh hay Nghệ An thì nó sẽ giống thời tiết của miền Bắc nhiều hơn. Đó, thế còn ngày mai thì cảnh báo là mưa sẽ diễn ra rất là nhiều ở Nam miền Trung mọi người nhé. Cụ thể là cái phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ấy, Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, Tây Nguyên và cả Nam Bộ nữa, thì theo dự báo là đến chiều và chiều tối thì sẽ có mưa rất là nhiều và có khả năng xảy ra các cái hiện tượng ngập úng cục bộ ở những nơi mà trũng thấp, rồi là các cái đô thị là rất có thể là sẽ bị ngập úng cục bộ. Xin chào bạn Hồng Hồng, Cao Bằng còn mưa không anh ơi? Cao Bằng ngày mai thì trời nắng, một ngày tạnh giáo bạn ạ, hơi nóng một tí nha, 22 cho đến 31 độ. Xin chào bạn Hà Dâu. Chào Phạm Phước, Huyền Trang, Ngô Đức Phúc. Phạm Văn Đoan hỏi là thời tiết ở Nam Định ngày mai như thế nào vậy anh Tùng ơi? Xin chào bạn Đoan. Ở Nam Định ngày mai trưa chiều trời nắng 23 đến 31 độ bạn ơi, và hoàn toàn là một ngày tạnh giáo, và đây cũng là ngày tạnh giáo cuối cùng trước khi bước vào đợt mưa trên diện rộng mọi người nhé, sẽ diễn ra vào từ thứ 6 trở đi. Thế nên là ngày mai tranh thủ một ngày tạnh giáo thì mọi người giải quyết tất cả các cái dự định của mình đi nhé. Khán giả Mai Bình hỏi là thời tiết ở Hải Phòng thế nào em? Thời tiết ở Hải Phòng thì ngày mai cũng chung xu hướng với miền Bắc thôi. Nói chung là ngày mai một loạt các tỉnh thành của miền Bắc thời tiết rất là giống nhau ạ. Đều có mấy cái dòng là không mưa, trưa chiều trời nắng. Ở Hải Phòng thì cũng như vậy thôi. Và nhiệt độ ở Hải Phòng là 23 đến 30 độ. Như vậy là dịu hơn so với Hà Nội một tí, chỉ được khoảng 1 độ thôi. Giảm hơn khoảng được 1 độ so với khu vực Hà Nội. 30 độ, nhưng mà đây cũng là cái mức nhiệt mà cũng không phải là mức nhiệt dễ chịu, nên là buổi trưa và đầu giờ chiều cũng sẽ hơi nóng một chút đấy ạ.
Em cho chị hỏi thời tiết ở Huế như thế nào vậy em? Đây là câu hỏi của khán giả Bình Diệp ạ. Xin chào chị Bình Diệp ở Huế nhá, một khán giả khá là xa. Ở Huế thì ở đây chúng em có thông tin là ngày mai thì sẽ có mưa rào và dông, và mưa có thể diễn ra bất chợt thời điểm nào trong ngày, vì nhiệt độ thì trong khoảng khá là vừa phải, không vượt quá 29 độ ạ. Như vậy về cái mặt gọi là nhiệt độ thì sẽ có cái kiểu thời tiết là tương đối là dịu, chứ nó không bị nắng quá, không bị nóng quá. Thế nhưng mà những cơn mưa bất chợt có thể xảy ra trong ngày chị nhé. Thái Nguyên đi anh, đây là mong muốn của bạn Nguyễn Viết Hiếu. Xin chào bạn nha. Thái Nguyên, ngày mai không mưa, trưa chiều trời nắng 23 đến 30 độ. Như vậy ngày mai miền Bắc nhiệt độ, mọi người ơi, nhiệt độ rất là giống nhau. Hầu như các nơi nhiệt độ nó phổ biến là khoảng 23 cho đến 30 độ mọi người ạ. Tất nhiên cũng sẽ có một cái số nơi khác thì nó thời tiết nó sẽ khác biệt. Ví dụ như là Sapa ngày mai là 15 đến 21 độ này. Tức là về đêm thì rất là rét, ban ngày trời lạnh. Hay chính ra như là Điện Biên Phủ nhé, bình thường chúng ta thấy là Điện Biên Phủ thường là sẽ nắng sẽ nóng nhiều hơn và nhiệt cao hơn so với những nơi khác của miền Bắc. Thế nhưng ngày mai thì lại chỉ có 28 độ thôi, tức là còn thấp hơn rất là nhiều nơi khác, thấp hơn Hà Nội, thấp hơn Hải Phòng, Hạ Long, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Lũng Cú ngày mai có 17 đến 22 độ này, thời tiết rất là mát mẻ. Đêm thì chỉ hơi rét một tí ạ. Cảm ơn khán giả Đoàn Hải, xin chào khán giả Huyền Trang, Cao Bằng thế nào em trai? Cao Bằng hình như là Thanh Tùng đã chia sẻ với mọi người rồi, ngày mai trời nắng á, 22 đến 31 độ ạ. Bây giờ thì Thanh Tùng sẽ tập trung để chia sẻ với mọi người nhiều hơn thông tin về cái đợt mưa mọi người nhé. Mọi người xem để có gì để chúng ta sẽ chủ động hơn trong các cái công việc, kế hoạch và lịch trình của mình mọi người nhé. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy là rất nhiều nơi của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã bị ngập úng này, do mưa lớn này. Hôm nay thì hai khu vực này vẫn có mưa to, thậm chí là vùng mưa còn mở rộng ra cả Nam Trung Bộ. Đó, và cảnh báo là mưa sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai nhé mọi người nhé. Trong đó thời gian mưa trên diện rộng dồn dập nhất là vào chiều mai, khắp từ Đà Nẵng này đến Bình Thuận này, Tây Nguyên và cả Nam Bộ nữa thì đều xuất hiện những cái điểm mưa vừa mưa to. Đấy, và phải đề phòng với nguy cơ về sấm sét này, gió lốc này ở bất cứ tỉnh thành nào thuộc những cái khu vực mà Thanh Tùng vừa chia sẻ. Với khu vực Bắc Bộ thì khả năng là cũng sẽ có mưa dông trên diện rộng nhưng mà lại phải bắt đầu từ ngày kia. Thế còn ngày mai thì tạm thời mọi người yên tâm được về tình hình thời tiết mọi người ạ. Ngày mai những ai ở miền Bắc là chúng ta cũng yên tâm thôi. Trời sẽ tạnh ráo, sẽ hơi nắng một chút. Rất là thích hợp nếu như chúng ta có thể là giặt giũ, phơi phóng quần áo đi, tranh thủ một ngày nắng thì chúng ta hoàn thành tất cả những cái điều đó. Bởi vì là thứ sáu trở đi là bắt đầu lại mưa dông mạnh. Ngày mai sẽ hơi nóng một tí. Nhiệt độ phổ biến của miền Bắc ngày mai là từ 28 cho đến 31 độ mọi người nhé. Như vậy là tổng kết lại các cái thông tin thời tiết thì có gì đáng chú ý nhỉ? Mọi người có còn nhớ không? Ngày mai thì chúng ta sẽ chia thời tiết ra làm, Thanh Tùng nghĩ là chia ra làm hai phần của đất nước được. Chúng ta chia làm hai phần nhé. Cái phần thứ nhất ấy là Bắc miền Trung và miền Bắc. Đó, tức là ở phần phía Bắc của đất nước ấy, gồm có miền Bắc và Bắc miền Trung thì ngày mai thời tiết sẽ là về cơ bản là tạnh ráo thôi, về cơ bản là tạnh ráo. Và với miền Bắc thì sẽ hơi nóng một tí, nhiệt độ cao nhất buổi trưa có thể là 30 đến 31 độ. Thế còn ở khu vực Nam miền Trung này, Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại mưa khá nhiều, tập trung về chiều, chiều tối, đêm. Đấy. Và sau một cái ngày nắng nhiều mà mưa thì chúng ta cũng cần phải đề phòng với các cái hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét, như là gió giật mạnh, như là tố lốc và cả cái hiện tượng ngập úng cục bộ nữa nha mọi người nhá. Tại những cái đô thị ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh này hay là Cần Thơ này, là những cái khu đô thị cái tình hình thoát nước nó cũng có thể là nó cũng cũng ở một số chỗ nó cũng không chưa được tốt đấy, thì cái hiện tượng ngập úng cục bộ nó có thể xảy ra. Rồi là miền Bắc cũng sẽ có mưa trên diện rộng nhưng mà bắt đầu từ ngày kia. Thế còn trong ngày mai tạm thời sẽ là một ngày tạnh ráo, hơi oi nóng một chút mọi người nhé. Thì đấy là cái thông tin thời tiết đáng chú ý ngày mai mà Thanh Tùng đã chia sẻ với quý vị và các bạn rồi. Bây giờ đang là 7 giờ kém 7 phút và chỉ còn khoảng chưa đến 1 tiếng nữa, tức là khoảng 19 giờ 42 phút thì mọi người bật kênh VTV1 nhé. Bây giờ hiện nay kênh VTV1 đang
sắp đến chương trình thời sự này. Ngay khi hết chương trình thời sự là 19:42 thì sẽ đến phần thời tiết của Thanh Tùng. Thanh Tùng sẽ xuất hiện để chia sẻ thêm với các bạn một số những cái thông tin thời tiết nữa trong ngày mai trên mọi miền của đất nước. Cảm ơn tất cả mọi người đã vào buổi livestream ngày hôm nay nhé. Mặc dù là số lượng thì chắc là Facebook cũng có một số những cái chính sách để hạn chế bớt cái tương tác. Thế nên là số lượng các bạn quan sát cũng không phải là quá nhiều này. Và càng về cuối buổi thì Thanh Tùng hầu như là không thể đọc được câu hỏi của mọi người. Chỉ biết được là ai đang xem thôi, hoàn toàn là không có câu hỏi. Thế nên cũng chưa giải đáp được quá nhiều những cái câu hỏi và mong muốn của mọi người. Rất là mong mọi người thông cảm. Chúng ta sẽ vào fanpage của Dự báo Thời tiết VTV nhé. Thì trong đấy thì tất cả các bạn biên tập viên sẽ cập nhật hàng ngày, hàng giờ đấy, có cái thông tin thời tiết gì mới hay và hot thì luôn luôn là update vào đó cho các bạn nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng mọi người hãy ủng hộ cho ekip thực hiện bản tin dự báo thời tiết của VTV nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc một buổi tối vui vẻ nha. Xin chào.